Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ở video ngày hôm nay, mình sẽ review với mọi người một số cái sản phẩm mà chấm mụn á, để những bạn nào mà kiểu như đang có những cái nốt mụn mà sưng viêm hoặc là đang sưng tấy lên á, thì các bạn hay hỏi mình, thời gian gần đây mấy bạn hay hỏi mình là những cái sản phẩm nào mà chấm mụn mà nó hiệu quả và nó nhanh lành mụn, đồng thời là nó bớt để lại sẹo thâm cho mình ha. Thì video ngày hôm nay mình sẽ review cho mọi người một số cái sản phẩm mà mình để dùng trong thời gian qua và cảm thấy rất là tốt ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu cái video thôi nào. Rồi đầu tiên là mình sẽ về những cái sản phẩm chăm sóc trị mụn. Thì như mọi người biết, trong những cái bảng thành phần mà trong chăm sóc da, trong mỹ phẩm, trong da liễu đó, thì những cái thành phần mà phổ biến nhất để mà trong những cái sản phẩm trị mụn á, thì mọi người biết đó là acid salicylic ha. Thì cái sản phẩm đầu tiên mình muốn review cho mọi người hôm nay đó là một cái sản phẩm chống mụn, cái thành phần chính của nó cũng là acid salicylic luôn. Thì đây là một cái sản phẩm của Neutrogena ha. Đó thì đây, nó là Neutrogena Rapid Clear, không biết mọi người theo rõ không ta. Đây thì cái sản phẩm này á, của cái thương hiệu Neutrogena, thì mọi người biết là một cái này là một cái thương hiệu của Mỹ, một cái thương hiệu rất là bình dân thôi. Mọi người có thể mua ở tất cả các nhà thuốc hoặc là ở những cái siêu thị mà có cái gian hàng mỹ phẩm trong đó đó, thì mọi người thì rất là dễ dàng để mua thôi ha. Tại vì mình giới thiệu cái sản phẩm đầu tiên rất là dễ mua được, tại vì có những sản phẩm rất là tốt mà mọi người rất là khó để tìm kiếm mua. Và cái thứ hai nữa là nó rất là hiệu quả luôn. Đây thì để mình giới thiệu sơ lược về cái này ha. Thì cái thành phần acid salicylic của nó trong cái chai này á là 2% luôn. Cái thành phần rất là đậm đặc và rất là cao luôn đó mọi người. Thì thông thường mọi người biết những cái sản phẩm chăm sóc da mà nó nghiêng về trị mụn, ví dụ như là những cái sản phẩm mà tẩy da chết nè, hoặc là những cái sản phẩm mà kem trị mụn đồ á, thì thường thường nồng độ của cái acid salicylic của nó khoảng tầm là 0.5 đến 1%, 1% là rất là cao rồi á. Nhưng mà cái chai này là nó rất là cô đặc luôn, tới 2% luôn, cho nên mọi người thấy cái tip của nó rất là nhỏ luôn nè. Thì nó chỉ có 15ml thôi, nhưng mà khi mà mọi người chấm lên mụn á, mọi người dùng cái đây để cho mọi người coi đây, cái chất của nó đây mọi người, cái chất kem của nó rất là trong suốt luôn đó, mọi người thấy không? Thì cái đây mình phải lau liền không là nó rát cái tay, nó acid nó rất là mạnh luôn á mọi người. Thì cái chai này á, mọi người dùng nhìn nó nhỏ vậy thôi ha, nhưng mà dùng được rất là lâu luôn. Như hồi mình dùng là mình dùng mỗi đêm luôn, thì khoảng tầm 4-5 tháng mới hết á, tại vì nồng độ acid của nó rất là cô đặc á, cho nên mọi người không phải bôi tràn lan khắp mặt mà chỉ thiệt sự là chấm trên những cái nốt mụn của mình thôi ha. Thì để hạn chế cái tình trạng mà những cái tay của mình nó bẩn ra cái nhiều bao nhiêu vi khuẩn thêm nữa, thì mình khuyên mọi người nên dùng cái tăm bông á, cái Q-tip á mọi người. Mình dùng cái tăm bông á, mình sẽ chấm cái acid này nè, xong rồi mình chỉ chấm lên cái nốt mụn thôi ha, để nó tránh hạn chế lây qua những cái vùng khác nữa. Nên cái acid mà nó mạnh á mọi người, thì nó sẽ gây ra hiện trường da mình nó bị bong tróc nhiều, với lại nó dễ kích ứng với ánh nắng, cho nên mọi người chỉ chấm lên cái nốt mụn thôi ha. Thì cái mặt tốt của cái chai sản phẩm của Neutrogena này á, thì là nó hiệu quả rất là nhanh luôn. Ở đây người ta cam kết luôn nè, hiệu quả nhìn thấy rõ trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà đối với những cái bạn mà kiểu như mụn lâu năm, những cái nốt mụn mà nó sưng tấy đồ nhiều á, thì trong vòng 4 tiếng mọi người sẽ chưa có thấy rõ đâu. Như mình thì mình thấy khoảng dùng tầm 2 đến 3 ngày thì mới thấy cái nốt mụn mà kiểu như nó đẩy cái nhăn mụn lên đó mọi người. Cho nên là mọi người dùng khoảng tầm 2 đến 3 ngày thì sẽ thấy hiệu quả liền á. Ví dụ như tối nay mọi người bôi cái chấm mụn này lên ha, thì sáng ngày hôm sau mọi người sẽ thấy cái nốt mụn mà kiểu như nó lên mủ, nó lên nhăn trắng á, để mà nó đẩy cái coi mụn lên á, thì sẽ thấy liền qua đêm. Nhưng mà để mà hoàn toàn lành khoảng tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người sẽ thấy nó lành hơn. Còn đó là cái mặt tốt của nó, là mình thấy nó rất là hiệu quả và hiệu quả nhanh nữa nè. Nhưng mà cái mình không, cái điểm mà mình không thích về cái sản phẩm này á, là tại vì cái nồng độ acid của nó quá cao á mọi người. Cho nên là khi mà mọi người chấm lên nốt mụn, mọi người thấy rất là rát da luôn. Những cái bạn nào mà da gọi là cực kỳ nhạy cảm, hoặc là da mụn mà mình đang cái làn da của mình đã đang mẫn cảm rồi á mọi người, thì mà mọi người khi dùng cái sản phẩm này chấm lên nốt mụn, mọi người sẽ thấy nó rất là rát luôn á. Nhưng mà khi mà nó sẽ cảm thấy chăm chích và nó sẽ thấy rát khoảng tầm 3 đến 5 phút đầu thôi. Sau đó khi mà da mình đã thích nghi rồi thì nó sẽ, cái cảm giác đó nó sẽ mờ mờ dần dần, nó sẽ biến mất đi ha. Đó thì cái sản phẩm này rất là bình dân thôi, và nhớ giá của nó khoảng tầm 150-200 nghìn đó mọi người. Đây rất là bình dân, mọi người rất là dễ dàng để mua được tất cả mọi nơi luôn. Đó, này là sản phẩm thứ nhất ha.
Rồi cái sản phẩm thứ hai mà mình muốn giới thiệu trong cái video ngày hôm nay đó là một cái sản phẩm mình cực kỳ thích luôn, tại vì nó rất là hiệu quả luôn mọi người, mà da mình đã cảm thấy rất là dễ chịu nữa, đặc biệt là đối với những bạn nào mà da nhạy cảm hơn. Và cái đây này là cái chai mình dùng này, chắc này là chai thứ 5, thứ 6 gì rồi á, mà mình bắt đầu là còn hai lại hai chai này. Đây thì cái chai này là của thương hiệu đây, cái thương hiệu này là của Kate Somerville mọi người ha. Thì cái thương hiệu, cái nhà sáng lập của Kate Somerville này, bà cái người sáng lập này ra là một người bác sĩ da liễu ở Mỹ ha. Và người bà cái bà này là bà chuyên chăm sóc da liễu cho những cái người mà kiểu như những cái ngôi sao Hollywood, những người nổi tiếng đó mọi người. Cho nên là cái thương hiệu của cái người sáng lập này rất rất là nổi tiếng luôn. Đây thì cái sản phẩm này giá nó hơi đắt một xíu, là mình nhớ không nhầm là khoảng tầm 800-850 gì ạ. Đây thì là một chai như vậy nè, nhưng mà cái chai này nó, cái cơ chế tác dụng của nó rất là đặc biệt nha mọi người. Đây thì giống như cái chai lúc nãy mọi người mình review đến cho mọi người, cái chai của Neutrogena Arabic Clear này á, thì cái nó công dụng chính của nó là chỉ là làm lành vết mụn, làm cho cái vết mụn của mình nó nhanh gom lại, về nó nhanh đẩy cái nhăn mụn ra ha, thì nó nhanh lành vết mụn thôi, ngoài ra là không có cái công dụng gì khác nữa hết. Còn cái này á là rồi cái công dụng là làm khô cái vết mụn của mình á, cái vết mụn nó khô lại á, là nhanh lành á. Thì còn có một cái công dụng thứ hai nữa đó là nó có kháng viêm nữa, và đồng thời nó làm mờ cái vết thâm nữa mọi người. Trời ơi, mọi người biết là những bạn nào mà bị mụn, những bạn nào mà hay bị mụn á, là chắc là rất là hiểu cái cảm giác đó luôn. Tại vì mụn đi rồi để lại vết thâm, vô vàng vết thâm luôn. Cho nên mình rất là sợ đó luôn. Tại vì cái mụn thì mình trị nhanh, nó khô mụn nó nhanh, nhưng mà cái vết thâm trời ơi nó lâu, cực kỳ lâu luôn. Tại vì mọi người biết khi mà cái da của mình đã bị thâm rồi á, thì cái chu kỳ thay đổi tế bào da mặt của mình khoảng tầm 28-30 ngày, thì mọi người phải chờ lâu, rất là lâu, tháng nào qua tháng nào thì vết thâm đó nó mới mờ đi. Cho nên là người ta khuyến cáo, hội da liễu người ta khuyến cáo là khi mà mình bị mụn á, thì mình trị càng sớm càng tốt. Kiểu như mình thấy cái nếp mụn mà nó sưng lên, hoặc là nó có cái dấu hiệu bị mụn lên á, là xuất liền nha. Tại vì khi mà mụn nó để lại vết thâm rồi á, là trị thâm nó còn khó hơn trị mụn nữa mọi người. Tại vì nó tốn thời gian rất là lâu nữa đó. Cho nên là mình rất là sợ thâm luôn. Cho nên cái sản phẩm này đã đáp ứng được một cái nhu cầu, đó là nó hạn chế cái tình trạng hình thành vết thâm hơn. Cho nên là mình rất là thích luôn. Đây thì mọi người thấy cho mọi người thấy nè, trời nó kia ánh sáng nó chói quá, mọi người thấy cái chất mà màu hồng này không đó, thì đây để cho mọi người thấy cái chai bên trong nè, mà dùng hết rồi nhưng mà mọi người thấy vẫn có cái chất mà màu hồng hồng ở bên trong đó mọi người. Thì cái này á, cái cơ chế chính của nó không có, nó hơi khác so với cái chai này một xíu. Cái chai này thì thành phần chính của nó là acid salicylic ha, còn cái chai này á thì cái thành phần chính mà để làm khô cái vết mụn của nó á, là cái thành là cái sunfua. Thì cái sunfua của nó là mọi người sẽ thấy là khi mà mình chấm lên á, khi mà mình chấm lên cái nốt mụn á mọi người, thì cái nếp mụn của mình nó sẽ khô lại liền hơn. Với nhiều tối nếu mọi người chấm lên thì sáng ngày hôm sau mọi người sẽ thấy cái vết mụn nó khô lại liền, nó không có mà hình thành cái mũ màu trắng để đẩy nhăn mụn lên, mà nó sẽ khô cái nhăn mụn của mình lại luôn ha. Dùng rất là thích luôn. Và cái trong cái thành phần này, cái bản thành phần mà rất là nổi trội của nó á, là ngoài cái thành phần sunfua là cái thành phần chính để làm khô cái nhăn mụn của mình và nhanh lành sẹo mụn á, thì còn có một cái thành phần thứ hai nữa, đó là BHA. Thì cái BHA này công dụng của nó là nó sẽ làm khi mà mọi người bị mụn thì nó sẽ làm cái viêm cái lỗ chân lông của mình là ha, viêm cái nấm mụn đó lên, thì nó sẽ làm cho cái vùng da đó, cái lỗ chân lông mình nó sẽ bự ra ha, bự rất là bự luôn. Thì cái sản phẩm này nó có BHA, nó công dụng mà làm thu nhỏ cái lỗ chân lông của mình mà. Và cái thứ ba nữa đó là nó có zinc oxit nữa. Thì cái zinc oxit này á, nó sẽ là hình cái thành phần chính, nó là một cái zinc oxit, mọi người tưởng tượng nó là một loại khoáng thiên nhiên á, thì nó công dụng là nó sẽ kháng mụn nè, kháng viêm nè, và nó nhanh sẹo mụn, nhanh lành sẹo mụn hơn. Và đồng thời nữa là cái zinc oxit này nó sẽ giúp cho giống như cái vùng da những cái bị mụn á mọi người, thì bản nhờn nó sẽ nhiều hơn so với những cái vùng da bình thường đúng không, thì nó sẽ làm giống như là hòa tan cái lớp mà kiểu hòa tan cái lớp mà lớp bản nhờn trên da của mình á, để nó khô cái vùng da đó lại ha. Thì kết hợp với sunfua nữa thì nó sẽ nhanh, nó gom cái mụn mình, nó khô cái mụn lại. Và cái điểm cộng tiếp theo nữa của cái chai này á, là mọi người dùng á, thì mọi người sẽ không có cảm giác rát giống như là cái chai acid salicylic kia. Mà khi mọi người chấm mụn lên á, thì mọi người sẽ thấy nó rất là dễ chịu luôn, giống như là một cái chấm màu hồng vậy thôi. Cho nên là nó không có bị rát da. Nhưng mà cái điểm trừ duy nhất của cái sản phẩm này mà mình thấy á, là giá thành là đắt thôi. Ngoài giá thành đắt thì không có cái gì mà để mà mình thấy không thích về cái sản phẩm này hết. Nhưng mà cái mặc dù là giá nó đắt nhưng mà nó rất là cô đặc á mọi người. Cho nên là mọi người sẽ dùng được rất là lâu luôn ha. Đây, cái chai này dùng cực kỳ lâu luôn nên mọi người. Cho nên khi mà nếu mà so ra cái giá thành thì mình thấy nó hợp lý đó.
Rồi để mình sơ lược về cái cách mà dùng cái chai sản phẩm của cây Summer View này á mọi người, thì cái chai này là mình chỉ dùng được ban đêm thôi. Một cái điểm trừ nữa là mình chỉ dùng được ban đêm thôi, mình không dùng được ban ngày, tại vì nó có cái chất dung dịch màu, dung dịch màu hồng bên trong này mọi người, thì cái chất đó khi mình dùng ban ngày mình thấy rất là lộ rõ thế luôn, cho nên là mình ví dụ ban ngày mình ở nhà mình không đi ra ngoài thì mình dùng được, chứ còn mình đi ra ngoài thì chắc là không dùng được, tại vì cái chất màu hồng đó nó nổi trội trên da lắm lận, cho nên là ra đường nó hạn chế ha. Còn cái nếu mà mình dùng ban đêm á thì mọi người sẽ, khi mà cái chai còn mới mình mới mua về, tại vì cái này mình dùng hết cho nên khá dương tản, mà cái chai này thì mọi người sẽ thấy khi mà mọi người mới mua về á thì mọi người sẽ thấy cái chất mà trị mụn màu hồng này nó sẽ ở dưới đáy ha, còn ở bên trên là nó có một cái dung dịch chất lỏng giống như là trong suốt luôn, để mà bảo quản cái lớp màu hồng ở bên dưới, để bảo quản cái lớp sinh phu ở bên dưới đó ha. Thì khi mọi người dùng á, mọi người không có lắc lên nha mọi người, thì mọi người để cái chất trị mụn nó cô đặc ở bên dưới này, thì mọi người sẽ lấy cái tăm bông á, mọi người chấm thẳng sâu xuống dưới đáy của cái chai này này, xong rồi mình sẽ lấy cái tăm bông đó mình thấm lên cái nốt mụn, chứ mọi người đừng có lắc lên nha, tại vì nếu mà lắc lên á thì cái chất cô đặc ở bên dưới này nó sẽ pha loãng dưới lại cái chất bảo quản ở bên trên á, thì nó hiệu quả trị mụn nó không có được nhiều ha. Đây ở trên chai người ta cũng ghi rõ luôn nè, do not shake, đó đừng có lắc nha. Đó thì cái chai này là cách dùng nó rất là phổ biến, rất là dễ vậy thôi. Rồi một cái sản phẩm tiếp theo nữa mà cái cơ chế của nó cũng tương tự giống như là cái chai Kate Summer View này, nó thành phần của nó giống như là gần như là tương tự luôn, nhưng mà nó không có cái hàm lượng sunfua với lại zinc oxit với lại BHA, nó không có cô đặc với lại không có cao giống như trong cái chai này, cho nên là giá thành của nó hơi rẻ hơn một xíu, giống như là giấy bình dân á mọi người. Khi mà nói với những cái bạn mà nghiện những cái sản phẩm mà giống như là cái thành phần chính là sunfua để nó khô nhăn mụn của mình á, mà muốn cái giá thành nó rẻ hơn một xíu, thì đây mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái chai nữa cũng rất là phổ biến luôn. Đây là cái chai của Mario Badescu nè. Thì cái chai này cũng là một cái sản phẩm của Mỹ luôn. Mà mọi người đây, cái chai này nó còn một xíu dịch để mọi người dễ hình dung hơn nè. Nó cũng là đó, mọi người thấy ở bên trong không? Cũng là cái chất dịch kim màu, cái chất powder màu hồng ha. Thì cái chai này cơ chế tác dụng của nó cũng y chang giống như là cái chai của K Summer View luôn, nhưng mà cái hàm lượng sunfua của cái trong chai này là nó lỏng hơn rất là nhiều so với cái chai của K Summer View luôn, cho nên khi mà mọi người dùng á, mọi người sẽ thấy nó hơi lỏng hơn một xíu ha, nhưng mà bởi vì nó cái hàm lượng cô đặc nó không có nhiều á mọi người, cho nên giá nó rẻ hơn một xíu. Thì cái chai này mình nhớ là tầm 300-350 một chai đó, 300-350 gì đó một chai này. Thì cái thương hiệu Mario Badescu này thì nó, mình thấy nó rất là khá là phổ biến ở Việt Nam, cho nên là những cái bạn đã dùng chai này rồi thì chắc biết là, thì cái mình dùng cái chai này, mình dùng thử một lần tại vì mình thấy nó review rất là tốt luôn, nhưng mà khi mà mình dùng rồi thì mình thấy nói chung là nếu mà ở cái giá thành này thì kiểu như chất lượng của nó là ok đó, nhưng mà cái hiệu quả trị mụn của nó thì rất là chậm luôn. Kiểu như mình dùng khoảng tầm 4-5 ngày gì mình mới thấy cái nốt mụn nó khô lại đó mọi người. Cho nên là nếu mà những bạn nào thích dùng cái sản phẩm sunfua để khô nhăn mụn mà nó rỉ hơn thì có thể dùng chai này. Nhưng mà tại vì cái giá thành nó thấp á, với lại chất cô đặc nó không có cao nhiều, cho nên là mọi người sẽ thấy cái hàm lượng của nó hơi thấp hơn một xíu hơn. Và cái chai này thì chỉ có thuần sunfua thôi, nó không có BHA và nó cũng, cái hàm lượng zinc oxit nó cũng có ha, nhưng mà nó sẽ thấp hơn. Cái BHA, cái zinc oxit của nó rất là thấp hơn so với cái kia luôn. Cho nên là đó, nếu mà mọi người muốn giá rẻ hơn thì dùng cái chai này. Rồi, nếu mà những cái bạn nào mà nghiện sunfua hơn nữa mà muốn giá rẻ hơn xíu nữa thì đây, cái chai này là của Hàn ha. Thì cái chai này là của thương hiệu SOS Save Our Skin. Thì cái thương hiệu Hàn này nó thiết kế rất là dễ thương luôn. Là cái chai này rất là nhỏ luôn nè mọi người thấy không? Đây. Chai này rất là nhỏ xinh luôn. Hay những cái đặc biệt, những cái thiết kế của Hàn Quốc mọi người thấy bao giờ cũng vậy hết, những cái thiết kế của Hàn Quốc nó về chăm sóc da nó rất là cute, rất là dễ thương ha. Đây thì người ta nói luôn này, dry and pink blemish powder đó. Thì những cái chấm này là chấm mụn dành cho những cái bạn nào da mụn thâm đó, thì thành phần chính của nó cũng là sunfua thôi, nhưng mà nó cũng giống như là mình nói, giống như là cái chai Mario Badescu này mọi người, tại vì nó không có cô đặc nhiều á, cho nên mọi người dùng mọi người thấy nó hơi lỏng hơn một xíu và cái hiệu quả trị mụn nó sẽ chậm hơn ha. Đó thì cái chai này giá khoảng tầm 150-200 thôi, cho nên là nếu mà mọi người muốn tiết kiệm hơn nữa thì có thể dùng cái chai này. Đó, tóm lại thì đối với cái thành phần chính là sunfua để mà khô nhăn mụn thì hiệu quả tốt nhất và đắt nhất là của cây Summer View, rỉ hơn một xíu và chậm hơn một xíu thì có của Mario Badescu, và rỉ hơn và chậm hơn một xíu nữa, hiệu quả trị mụn chậm hơn một xíu nữa thì dùng cái của SOS Save Our Skin đây.
Đó, này là cái ba cái chai. Rồi đó là một số cái review của mình về những cái sản phẩm trị mụn mà mình đã dùng và cảm thấy nó rất là hiệu quả ha. Thì hy vọng cái những cái chia sẻ của mình được bổ ích phần nào cho mọi người trong cái hành trình chọn một cái sản phẩm tốt để trị mụn cho mình ha. Nếu mà mọi người có thêm những cái câu hỏi gì về chăm sóc da hoặc là trị mụn hoặc là bất cứ một cái gì mà liên quan tới chăm sóc da thì mọi người có thể để lại ở dưới phần bình luận cho mình ha. Thì mình sẽ trả lời hết. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình và nếu mà mọi người thì thích thì đừng quên like và subscribe ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp. Bye.